Kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển xin kính chào bà con nha. Hôm nay mình có đến vườn của em Như Ý ở Sa Đéc để cùng giao lưu với bà con rất là nhiều mẫu cây bông gian nha bà con. Thì hiện nay thì vườn em Như Ý cây giống và cây lứa rất là nhiều, mọi chi tiết bà con cứ liên hệ với em nha. Rồi, mình gặp Như Ý nha. Dạ chào anh Liêm, chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh của anh Liêm nha. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ cho em hoặc là nhiều ở clip trước. Thì mong clip này quý cô chú anh chị cũng sẽ tự ủng hộ cho em. Thì số điện thoại số Zalo em là 0707069329. Thì em lên ngay mã combo đầu tiên cho quý cô chú anh chị tiện tham khảo nha. Rồi. Combo đầu tiên là combo 4 loại cẩm thạch nha. Đầu tiên là cẩm thạch sọc hồng. Cây này cao 34. Tiếp theo là bạch tiết trang. Cây này 8. Ngọc Như Ý cao 22, còn Đỏ Nhung cao 15. Combo 4 loại cẩm thạch này Zalo cùng với cô chú anh chị mình là 400 ngàn thôi nha. À, đơn hàng của cưng như thường lệ là 300 ngàn em bao ship. 300 ngàn bao ship à, tới nơi nha bà con, không phát sinh thêm phí nào hết. Dạ. Tiếp theo là cây vàng sọc Bến Tre. Cây này cao 33, cây này cao 32. Dạ. Thì mỗi cây Bến Tre Zalo cùng với cô chú anh chị mình là 50 ngàn. 50 ngàn. Theo là cánh sen đổi màu cam kết nha. Cây này cao 12, cây này cao 14. Thì mỗi cây cánh sen đổi màu vô luôn cùng với cô chú anh chị mình là 100 ngàn. 100 ngàn cây vậy ha. Dạ. Cây này đang có búp hoa chuẩn bị nở nha bà con. Rồi. Tiếp theo là một cây đỏ đôi phụng. Cây này cao 23, cây này cao 20. Thì mỗi cây đỏ đôi phụng vô luôn cùng với cô chú anh chị mình là 70 ngàn. 70 ngàn. Dạ. Tiếp theo là nhĩ đỏ hoa mai, cây này cao 15. Cây này đang có búp nha, cao 15 luôn. Thì mỗi cây nhĩ đỏ hoa mai này vô cùng với cô chú anh chị mình là 60 ngàn. Cây giống rất là tốt nha bà con. Có cái đàn hoa nè, rất là mượt luôn. Tiếp theo là một cặp phụng hoàng cam, cái này em bé theo cặp nha. Cây này cao 24, cây này cao 27. Thì một cặp phụng hoàng cam như này vô cùng với cô chú anh chị mình là 200 ngàn. Cặp 200k. Dạ. Rồi, cây này tàn tượng quá nhiều luôn nha bà con. Tứ diện đều luôn nè, nhánh là nó đang đi tuyệt quá. Tiếp theo là một cây mỹ tím thơm, cây này cao 21, cây này cao 20. Thì mỗi cây mỹ tím thơm nha luôn cùng với cô chú anh chị mình là 20 ngàn. 20 ngàn một cây. Dạ. Tiếp theo là vàng sọc cánh bầu. Cây này cao 37, cây này cao 36. Thì mỗi cây cánh bầu nha luôn cùng với cô chú anh chị mình là 70 ngàn. 70 ngàn, cây tầm khoảng 3 tấc hơn. Dạ. Mình đây mình có số lượng lớn luôn ha. Mấy cây giống là bà con có gì nhu cầu là số lượng lớn có luôn ha. Dạ. Tiếp theo là vàng kim cúc, vàng cánh kép. Cây này cao 40. Thì mỗi cây vàng kép này luôn cùng với cô chú anh chị em mình là 50 ngàn thôi nha. Vàng cánh kép. Dạ. Đây, để cám ra tới bầu luôn rồi con này. Tiếp theo là mỹ cam sọc. Cây này cao 29, cây này cao 20. Thủ 2 tấc. Dạ. 2 tấc ăn lên. Cây đang có mặt hoa ha. Đây, mỹ cam sọc. Rồi. Dạ. Thì mỹ cam sọc này Zalo cùng với cô chú anh chị mình là mỗi cây là 30 ngàn. 30 ngàn một cây. Dạ. Tiếp theo là mấy theo cặp nha. Rồi mập nhí và đỏ nhung. Cây ngọc nhí này cao 14, cây đỏ nhung này cao 30. Thì một cặp như thế này Zalo cùng với cô chú anh chị em mình là 200 ngàn thôi nha. Rồi, 200 ngàn một cặp. Lá cẩm thạch hết. Bột bông. Tiếp theo là vàng sọc đời đầu. Cây này cao 12, cây này cao 29. Thì mỗi cây đời đầu này Zalo cùng với cô chú anh chị em là 80 ngàn. 80 ngàn một cây. Dạ. Cây tầm khoảng 2 tấc đi ha. Dạ. Bình quân có 2 tấc đi. Tiếp theo là vàng son sữa. Vàng son sữa. Cái này cao 24. Cái này 24, còn cây đang bông là 26 nha. Bông quá. Bình quân khoảng 2 tấc hơn. Cây vàng son sữa này cái bông nó chuyển đổi màu nha bà con, lúc đầu màu vàng, khi mà già cái nó chuyển thành màu ngà sữa. Đây. Rồi. Thì mỗi cây vàng son sữa này luôn cùng với cô chú anh chị em mình là 80 ngàn. 80k một cây. Tiếp theo là vàng sọc tuấn xà cừ. Cây này cao 29, cây này cao 40. Bình quân 3 tấc đi. Dạ. Ha, cây 3 tấc. Lá bông bông đặc điểm nha bà con. Mở cây vàng sọc tuấn xà cừ cùng với cô chú anh chị em là 60 ngàn. Tiếp theo là mỹ trắng. Mỹ trắng đầu biến 15 mỹ hồng ha. Cây này 20, cây này 14. Cái này mỹ trắng là trắng tinh luôn chứ không có trắng sọc hồng nha bà con. Trắng tuyết luôn á.
cây hữu khoảng thân tấc rưỡi trở lên ha. Dạ, thì mỗi cây Mỹ trắng này Zalo cùng quý cô chú anh chị mình là 70.000. Rồi, ok. Tiếp theo là một cặp phụng hoàng lửa. Cái này cao 46, này cao 48. Thì một cặp phụng hoàng lửa này Zalo cùng quý cô chú anh chị mình là 250.000. 250.000 một cặp ha. Cây này tàn tược, đang đi tược nhiều nha bà con, rất là sung. Rồi mình bà con nào muốn lẻ thì sao đi muốn cây. Dạ thì mỗi cây là 150.000 nha. 150.000 ha. Rồi. Tiếp theo là vàng son Cần Thơ. Cây này cao 18, thì mỗi cây vàng son Cần Thơ Zalo cùng với chú anh chị em mình là 50.000. 50.000 một cây giống vàng son. Theo là đỏ kép. Cây này cao 41, cây này cao 36. Cây này tược tàn quá chừng luôn nha bà con ơi, khoảng 3 tấc 6 trở lên, 3 tấc rưỡi trở lên ha. Cây này tàn cũng tròn đều nè, tứ diện luôn, tược rất là nhiều, tược nhiều. À, bình quân cái gốc thì bằng gần bằng đầu đũa. Thì mỗi cây đỏ kép Zalo cùng với cô chú anh chị mình là 250.000 một cặp, là 450 nha. Rồi. Cái dòng đỏ đỏ hoa rất là đỏ đẹp nha bà con, nhiều cánh. Tiếp theo là đỏ kép. Cây này 12, cây này 11. Mặt hoa của cây đó, cây vừa rồi. Một hoa của nó từ 7 tới 10 cánh. Rồi. Thì mỗi cây đó kép với cùng với cô chú anh chị mình là 100.000. Tiếp theo là mộc như ý, cây này cao 11. Cây này cao 18. Thì mỗi cây ngọc nhí cho cùng với cô chú anh chị mình là 150.000. 150.000. Rồi. Tiếp theo là vàng son Ngũ Phúc. Cây này cao 19 nha. Thì mỗi cây vàng son Ngũ Phúc Zalo cùng với cô chú anh chị mình là 50.000 thôi nha. Tiếp theo là một combo gồm 5 loại kép. Combo 5 loại kép ha. Đầu tiên là cây vàng cánh kép. Cây vàng cánh kép này cao 44, đỏ kép cao 12, cam kép 11, hồng kép 25, hường kép cao 32. Thì bình quân mấy cây này thì khoảng 1 tấc trở lên hết rồi hả? Dạ. Sống khỏe hết rồi. Còn mấy cây này thì ăn thua tùy theo lúc nữa. Rồi. Thì một combo 5 loại kép này cùng với cô chú anh chị mình là 400.000. 400.000 là 5 loại nha. 400k cho 5 dòng kép. Tiếp theo là cặp phụng hoàng kim. Phụng hoàng kim hoa rất là rực rỡ luôn bà con ơi. Cây này cao 45. Cây này cao cũng 45. Đây một cặp này Zalo là 400, một cặp này là 300.000 nha. Một cặp là 300.000. Dạ. Rồi. Cây này đang bứt bông quá chừng dữ dội luôn nha bà con. Đây nè, bên này rực rỡ, bà con về là có hoa chơi sẵn luôn. Dưới này được 2 tược, bên này thì 1 tược nha. Hoành nó bằng gần bằng ngón trỏ mình luôn á. Một cặp thì 400k. 300k. Rồi. Hoa vàng rực luôn nha bà con. Đây nè. Bông thì hết, khỏi phải chê. Lên cây lứa nha. Tiên là cây hoàng như lý, hay còn gọi là phụng hoàng vàng nha. Cây giống nha. Này là mới luôn ha. Dạ. Cây này 16. Còn cây này cao 51. Cây hoàng như ý này thì được đang có mặt hoa nha bà con. Cây này cao 36. 8.036. Dạ. Cao thì cao như ý. Chiều cao. Chiều cao của nó là 54. 54, cái này là một cốt dưới này. Dạ. Ở đây được 4 cái tược chính nha bà con. Thì bà con về cắt nhân giống ra là rất là tiện nè, tàn tược nó đang đi quá nhiều luôn nè. Bên này thì cây giống, rồi thì cái vỏ loại này là giá sao đây? Dạ loại cây giống là 150.000, còn cây lứa này Zalo cùng với cô chú anh chị mình là 700.000 nha. Cây này ha. Rồi, cây này nó quá đẹp. Nó có dễ sọc nhẹ. Bông. Cây này cái dòng này là mới nha, 5 cánh luôn nha bà con. Có một số rất là nhiều là 5 cánh luôn đây nè. Rồi. Hoàng như ý. Cái tên cây rất là đẹp nha bà con. Còn ở đây là bà con đang xem cái ảnh này là phụng hoàng kim. Mã thứ hai là cây vàng sập đời đồng nha. Vàng sập. Cây này chắc thường trong chậu chắc cũng lâu lắm luôn rồi nè. Dạ. Em trồng đất luôn. Cây này cao 54 nha, đang có bông luôn. Cao 54 đang có mặt hoa ha. Đây nữa nè, búp đây chuẩn bị nở nè. Mã số 2 nha quý cô chú. Cây này tược rất là sung ha. Đọt, đặc điểm là hơi hồng hồng nữa nè. Rồi. Giá sao đây?
Dạ, mã số 2 sập từ đầu vô cùng với cô chú anh chị mình là 400.000. 400k. Em bao ship luôn nha. Cây rất là đẹp luôn mà con ơi. Mã số 3 cũng là một cây vàng sập đời đầu. Theo, mấy cây này là nó thuần trong chậu từ bé luôn à. Cây này cao 52 nha. Cũng đang có bông luôn nha. Có mặt hoa luôn. Vành tương đối gần bằng ngón út nha bà con. Tược đi rất là tốt, sung. Rồi, giá sao đây? Mã số 3 và sập đời đầu vô cùng với cô chú anh chị mình là 300.000. 300k một cây. Rồi, quá đẹp. Tiếp theo mã số 4 là một cây mình sập đời đầu, cây này thì đang có búp nha. Cây này cao 43. Cây này rất là sung nha bà con. Tược nó đi quá trời luôn rồi nè. Cao 4 tấc 3 ha. Dạ. Búp đang chuẩn bị nở. Vàng sọc đời đầu là vàng sọc Tiền Giang á nha bà con. Đang được. Rồi, cây này sao đây? Mã số 4 này làm sọc đời đầu cho cùng với cô chú anh chị em mình là 400.000 nha. 400k cho cây vàng sọc đời đầu. Mã số 4. Mã số 5 là một cây đỏ nhung lá cẩm thạch. Đây, đỏ nhung lá cẩm thạch thì cây này là cây ấy còn cây có mặt hoa cho bà con đang xem ha. Cây này cao 64. 6 tấc 4. Dạ. Cây này tược thì cũng tứ diện nha bà con. Một gốc hốc thân thì tính từ đây khoảng 2 tấc rưỡi. Chỗ này thì bằng gần bằng ngón út. Thì dạ. Cây này giá của chú anh chị mình là 300.000 nha. 300.000. Đỏ nhung lá cẩm thạch. Mặt hoa đấy ra nghe bà con. Đỏ. Mã số 6 cũng là một cây đỏ nhung lá cẩm thạch, mã số 6 nha. Cây này cao 25. Hai. Dạ. Sao 25 được? Cây này cao hơn 25. Cao 52. Đúng rồi, 52. Đây nè các bà con, tượng trên đọt nó chuẩn bị bung rồi. Này vậy là cái tàn sau này nó sẽ sung sôi hơn. Rồi, vành chỗ này thì bằng điếu thuốc lá. Cây này với nó cũng xuống chị em mình là 250.000. Rồi. Mã số số 6 tới số 7. Cao này cao 48. Cái này cũng 250.000, mua một cặp là 450.000. À, rồi, cặp này là 450k ha. Dạ, cây tương xứng giống nhau. 250. Rồi. Thì mặt hoa của nó rất là đẹp luôn nha bà con. Lá hoa thì nó được hai màu, cẩm thạch mà. Vừa xanh nè. Thì trắng ngà nè. Hoa thì đỏ. Kết hợp ba cái tông màu lại là trắng đỏ xanh. Rồi tiếp theo là cây phượng hoàng cam, phượng hoàng kim. Hoa quá chừng luôn rồi nè. Cây này cao 51. Cây này cao 46. Tán ngang của cây này là 56. Này mình giao lưu cặp hay sao đây? Dạ. Cây này cao 39. Tán ngang 39. Cái này là mỗi đọt mỗi hoa nha bà con. Quá trời luôn rồi nè. Mình để cho xa ra để cho bà con xem cái tán cây nha. Tán cây cũng tròn đều nha, bên đây cũng vậy, bên đây cũng vậy, cặp nó tương xứng với nhau. Thì cái hoa nó là khi mà nó nở ra thấy tròn ấm nhưng mà nó vàng vậy đây ha. Ok, thì 5 cánh dũm. Rồi, cặp này mình tính sao đây? Dạ, một cặp này với cô chú anh chị em mình là 500.000. Ok. Mua lẻ là 300.000 một cây nha. Cái hoành gốc này bằng ngón trỏ mình luôn nha bà con. Thì hoành này có khoảng 3 gữ hơn á. Rồi. À, cũng hoàng kim nha bà con. Cái tên nó rất là đẹp. Và cái tên đó thì hầu như là cũng hay đó. Hoàng kim. Phụng hoàng kim. Này em bán theo cặp nha. Tiếp cũng theo. Cây này thập Bến Tre. Cây này cao 63. Cây này cao 55. Hoa rất là nét luôn. Vàng sọc Bến Tre. À, cái này mình có khuyến mãi không? Dạ, đúng rồi. Cây khoảng 6 tấc hơn nha bà con. Dạ, cặp này cũng của chú anh chị em mình là 250.000, tặng kèm cây đỏ nhung nha. Rồi. Tiếp theo là một cây hừng kép. Cây này cao 87 nha. Cây cao trên 8 tấc, hừng kép thì có mặt hoa ha. Cánh hoa thì 5-7 cánh trở lên. À, mình đi được 4 cái đọt ha. Cũng cái tượng. Dưới này nó mấy cái chòi nó sung nha bà con. Đâm chòi dưới gốc mà. Về nhân giống ra. Rồi. Cây này giao cùng với cô chú anh chị em mình là 250.000 nha. Rồi, ok. Tiếp. Hoa rất
rất là đẹp luôn. Đây cũng là một cây hình tiết. Hình quan tàng nó rất là dày nha. Cây này 60. Cao. Em đo cái lọt hết. Cao 6 tấc ha. Mình dạ. Mình gom tàng lên này cũng cao hơn nhiều á. Cũng là hương kép luôn. Đây bông bà con ơi, rất là đẹp. Cái cây này thì bà con về nhân giống là khỏi phải chê luôn. Này là mình để tự nhiên ha, không cắt tỉa gì hết trơn ha. Nó lên tược quá trời luôn nè. Đây búp chuẩn bị nở nữa nè. Này là coi 1, 2, 3, 4 khoảng 7 cái tược chính. Rồi những cái tược lóc cóc nhỏ nhỏ dưới này nữa. Thì khoảng chừng hơn chục. Rồi sau đây gần chậu này tính sao đây? Cây hường kép như của cô chú anh chị mình là 400 ngàn. Cây đó mà bà con về mình cắt giống ra, mình nhân giống cũng khá là nhiều á. Tiếp theo là một cây bèn cánh kép. Cây này cao 83 nha. Vàng cánh kép, vàng kim cúc và một tên nha bà con. Hoa của nó như là một cái bông cúc luôn á, vàng khừ, nhiều cánh. Cao hơn 8 tấc ha, dưới này bò của nó đâm lên nữa nè. Quá trời sung rồi. Cây này trong chậu từ bé tới lớn luôn. Rồi, giao lưu sau đây Cương. Cây vàng kép cho của chú anh chị em mình là 200 ngàn. Rồi. Hoa nó rất là đẹp. Tiếp theo là một cây hường kép. Hường kép. Cây này cao 75. Cao 7 tấc. Hoành gốc chỗ này bằng gần bằng hút của mình nha bà con. Gần bằng hút của mình luôn. Thì được bò. Trên thì được 4 cái hoa ha. Hoa rất là tươi luôn. Rồi, giao lưu giá sao đây Cưng? Dạ, cây hường kép cho con của chú chị em là 200 ngàn. Mấy cây lửa của em như ý thì bông ra rất là rộ rồi ha bà con. Có mặt hoa về bà con yên tâm. Có hoa về chơi sẵn liền luôn. Bị đổ qua mai. Cây này cao 59. Đang có bông luôn nha. Đang có bông ha. Đây nha bà con, cánh bông 5 cánh nè, rất là đẹp. Mỹ đỏ hoa mai, một số cái búp đang nở, bà con về là có hoa nở thì chuyền chơi hết cái này tới cái khác. Hết cái nở rồi tới cái nở tiếp. Trên này phong tàn tròn ha. Dạ. Đây nè. Trời ra là quá sung luôn đây nè. Về bà con cắt cái này ra nhân giống là còn tốt hơn, đẹp. Chỉnh sửa cây cho nó ngay lên nữa, vô cái chậu mới. Dạ. Cây mỹ đỏ hoa mai này cùng với chú anh chị mình là 300 ngàn nha. Em quá ok xíu. Cây quá đẹp luôn bà con ơi. Đây là một cây hình sọc. Cây này cao 80 nha. Đang có bông luôn. 8 tấc. Đây, có mặt hoa luôn ha. Bà con về yên tâm chơi, có hoa chơi sẵn luôn. Đàn tượng nó thì cũng rất là nhiều nhánh nha. Đây cũng chưa cắt tỉa nữa, để bo tự nhiên luôn. Hoành thì bằng con út. Rồi. Cái hình sọc này của chú anh chị em mình là 200 ngàn nha. 200k. Tiếp theo mình cây đỏ nhung ha. Dạ, cái này là cây cuối của clip nha. Cây đang có hoa nãy giờ đó. Dạ. Cây này cao 80, có mặt bông luôn nhà dối của chú anh chị nha. Đây, cây này dòng đột biến bà con, cái này là rất là ngộ. Lá mình cũng giới thiệu sơ lược cho bà con xem là nó trắng xanh như nè, trắng ngà xanh. Hoa nó đỏ, nó kết hợp ba cái tông màu vô một cây thì nó rất là ngộ. Đó là điều đặc biệt của cái dòng bông can nha. Cây này thì tàn tượng trên này thì rất là nhiều, được 2, 4, 5 cái tượng, hai cái hoa. Ở dưới gốc thì mình còn được hai cái nhánh này nữa ha. Mấy cái bo đang lên đó, rất sung. Cây này trong chậu thì thường chậu từ đó tới giờ rồi. Em mới vô cái chậu sẵn nè, chậu này còn mới tinh luôn. Rồi, mình giao lưu cây này sau đây. Dạ, cây này với cùng với chú anh chị em mình là 450 ngàn. Em sẽ tặng kèm một cây đỏ đôi phụng nữa nha. Đôi phụng ha. Dạ, 450 ngàn em bao ship tặng kèm một cây đỏ đôi phụng. Mình để chậu luôn hả? Dạ. Bà con về là con có cái chậu này chơi sẵn luôn, không cần phải thay chậu gì hết luôn nha bà con. Chậu này đẹp nha. 450k được tặng cái cây này. Rồi, có vậy chậu chơi khỏi cần phải thay chậu gì hết. Quá là ok. Rồi. Thì kết thúc clip này, rất mong với cô chú anh chị cũng sẽ ủng hộ clip này của em cũng như kênh của anh Lim nha. Thì hẹn gặp lại với cô chú anh chị clip tiếp theo. Thì chúc với cô chú anh chị một ngày xem clip thật là vui vẻ. Rồi, cảm ơn Cưng. Cảm ơn bà con nha. Hẹn gặp lại bà con trong những clip khác nha bà con. Chúc bà con một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Hy vọng bà con sẽ liên hệ với số điện thoại của em Như Ý ở phía dưới màn hình để ủng hộ vườn của em Như Ý. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Hẹn gặp lại bà con nha. Bye bye bà con.